đại quá vậy kìa. Hello, xin chào các bạn nhé. Thì clip hôm nay mình là đi thăm bầy rắn rồi các bạn ơi. Đây, mình cũng vừa xuống tại chỗ các bạn. Đây, trước khi đi thăm cái bầy đầu tiên thì để mình review đồ nghề hôm nay thăm bầy rắn nha các bạn. Đây, mình vừa xuống tại chỗ, chưa xuống tới bầy nữa các bạn. Đây, hôm nay mình đem theo một cái bầy phù các bạn. Chuột lũa bỏ sẵn trong này các bạn ơi. Đây, còn đây đồ nghề thăm bầy rắn thì đơn giản mà tủ lưới chuột nha các bạn và lúa đó vậy thôi bạn ơi. Chuột đây bên này, lúa bên này, đây vậy thôi bạn ơi. Đầu video thì mình cũng xin chúc cho tất cả các bạn luôn luôn vui vẻ, sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống mình nha. Bây giờ thì để mình tạo ập máy, khi nào đến cái bẫy đầu tiên mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Các bạn xem có yêu mến mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng mình đi trải nghiệm thăm bẫy rắn nào. Xin mời. Rồi, cái đầu tiên mình ở đây các bạn ạ. Rồi, ngọn luôn bạn ơi. Chuột còn không? Đây. Để cho nó phần lưng đặt lại đây đi tiếp nha các bạn. Đây, cái tiếp theo mình ở dưới này luôn bạn ơi. Nào đây. Nhìn vô thấy trọng lọng lắm ạ. Rồi, chuột con luôn. Phần lương ở đây tiếp nha bạn. Cái tiếp theo mình ở đây luôn các bạn ạ. Con chuột mà ngồi lên miệng hôm rồi. Không có gì bạn ạ. Cho nó phần lương ở đây tiếp. Tiếp tục đi thôi bạn ơi. Cái tiếp theo mình ở đây các bạn ơi. Này có không có mình gom đi nghe các bạn. Đâu ta? Nặng dưỡng dây gì nặng đây. Như cỏ hàng các bạn ạ. Một hành các bạn. Hôm nay chắc cũng nhỏ các bạn ạ. Đây. Gom đi luôn các bạn ạ. Lên kia mình bắt luôn nha bạn. Để mình bắt em một hành này ra nha các bạn. Hành này nhỏ. Đây.
chạy vô bắt con mặn. Cho vô để tiếp nha bạn. À, tiếp tục các bạn. Đây mình còn cái nữa bạn. Vô kèo thôi mấy bạn ơi, vô kèo à, vô kèo thôi, vô kèo thôi. Ui, nặng nặng quá, nặng quá. Em hộ về anh các bạn đã không, em mở vô luôn. Wow, quá phê bạn ơi, phê 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 nghe bạn. Điện ra ngoài này coi. Đó, khỏe không bạn? Đâu kèo thơm. Hôm nay phải kỳ 3, kỳ 4 các bạn ơi. Rồi, đặt cái bẫy phụ vô rồi tin chọn bắt nha các bạn. Con này đang còn no lắm. Rồi, bắt em hộ diện này ra các bạn. Lâu rồi. Lâu rồi bây giờ mày còn tham gia bắt hộ diện nha các bạn. Cà phê. Lâu rồi mày còn cầm giạc này nghe bạn. Đó là nó xịt tay nè bạn. Vô xịt tay nè. Rồi, đã không bạn? Phải không? Rồi, tiếp tục đi bạn ơi. Cái tiếp theo mình nữa đây bạn ơi. Như đâu trong này gì ạ? À, cái này trọng lòng bằng chuột con luôn, lỗ con luôn. Tiếp theo bạn ạ, mưa tới nữa rồi. Cái tiếp theo mình ở đây bạn ơi. Mưa rồi bạn ơi, không biết rồi quay được cho các bạn xem ở đây. Đâu ta? À, đây.
chuột mỗi thể chạy tung tăng luôn các bạn ơi. Tiếp bạn ơi, mưa tới nữa rồi, không bị có kịp không đây. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Cái tiếp theo mình ở đây luôn ạ. Đây bò. Bò nó quằn dữ quá các bạn ơi. Nặng có hàng hay gì các bạn ơi, vụn dây hộ ngựa các bạn, hộ ngựa ra ngoài bắt luôn các bạn ơi. Rồi, để mình bắt em hổ ngựa này ra nha các bạn. Hổ ngựa. Em này cũng nhỏ các bạn ạ. Nhỏ mà hung dữ ghê. Em này được nửa ký bạn ơi. Ui, hung dữ ghê. Rồi, giờ đi tiếp thôi bạn ơi. Cái tiếp theo ở đây luôn các bạn ạ. Phải không ta? Phải ở đây không? Coi lại. À, hình như ở đây. Rồi, trọng lòng các bạn ạ. Chuột con luôn. Đây. Để đặt lại đi tiếp nha các bạn. Tiếp theo mình ở đây các bạn. Rồi, mình ra luôn, chuột chạy ra luôn. Chuột mình còn luôn mọi người, con chuột là con hy vọng các bạn, để cho nó phần lương này đặt lại đi tiếp nha các bạn. Cái tiếp theo mình ở đây các bạn ơi.
đâu ta? À, đây. Ui, con mèo bạn ơi. Đó, bạn thấy không? Nguy hiểm quá. Con này nhỏ các bạn. Con này cũng nhỏ bạn ơi. Nói chung họ mèo vậy cũng không nhỏ bao nhiêu, vừa vừa. Rồi, để họ mãi lên trên trọng bắt các bạn ơi. Rồi, cái tiếp theo mình ở đây bạn ơi. Cái này đợt trước vừa dỡ cỏ ra thấy con hổ mèo bạn. Nó nằm ngoài bẫy. Bây giờ trọng lọng mà. Chuột con các bạn. À, mình cho em nó thêm phần lương này đi tiếp nha bạn. À, sau một hồi mình cũng bắt em hổ mèo này ra các bạn. Chung là cũng bao lạng rồi nha các bạn ơi. Cái này về nấu cháo đậu xanh nha các bạn. Đây. Đi tiếp thôi các bạn ơi. Đây, cái tiếp theo mình ở đây các bạn ơi. Cái này chuyện vừa rồi dính em hộ hành to được nửa ký các bạn. Này trọng lọng mà ngơ. À, chuột con mà ngơ. À, tiếp tục đi thôi. À, cái tiếp theo mình ở trong này luôn các bạn ơi. Này cỏ cao lắm ạ. Ngon gì vậy mà trọng lọng bạn ơi, chuột con luôn ạ, lỗ con luôn. Ừ, ngon quá ngon. Rồi, đi tiếp thôi bạn ơi. Rồi, cái tiếp theo mình ở đây các bạn ơi. Trời chuyện mưa rồi. Wow. Hổ hành bạn ơi, hành đại luôn rồi, bạn thấy không? Wow. Đã. Để ra ngoài coi. Yếu kèo rồi. Wow. Con này cả kỹ các bạn ơi. Kỹ hơn kỹ. Quá đã. Cái lòng mình dài. Còn nằm gần hết lòng luôn. Mày đại luôn rồi, nhất gì nữa. Quá phê. Quá đã. Đây, lên cho rổ động mình bắt con bạn ơi. Rồi, mình chiêm ngưỡng lại lần nữa các bạn ơi, đã quá. Con này đại luôn rồi các bạn. Rồi khoanh nè. Quả đã. Có phê. Bằng cổ tay mình quá.
Rồi, để mình dừng lại bắt ra luôn các bạn ơi. Rồi, để mình bắt em hộ hành này ra các bạn. Đạt quá. Hình này hình đại luôn rồi các bạn ơi. Quá đà. Rồi. Đi tiếp thôi các bạn ơi. Quá sướng. À, tiếp tục bạn ơi, mở vô con hành đại quá đạn và sướng phê 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 bạn ơi. Tiếp theo mình ở đây nha bạn. Bảy con không thể hiệu quả, không thể tín hiệu gì hết. Ăn chuột bọn con lỗ con luôn bạn ơi. À, đặt lại đi tiếp thôi. À, đây mình còn cái nữa bạn ơi. Cái này có gì không này? Ây ạ. Đây, cái này còn ăn chuột luôn. Đây, cho nó phần lương này tiếp nha bạn. Rồi, ở đâu đây mình còn cái cuối cùng nha bạn. Ở đâu đây? Đây, à đúng rồi, đây. Ngon gì vậy? Ngon gì vậy mà trọng lọng bạn ơi. Cái cuối cùng không dính bạn ơi. Cho em đọc phần lương này. Ra chỗ trọng mình trọng kết nghe bạn. Rồi, trời chuyển mưa nữa bạn ơi. Đây, hôm qua này đã lắm các bạn. Sướng lắm. Đó. Đã không ạ? À? Quá phê. Hậu hành, hậu diện, hậu ngựa. Có đủ không bạn? Rồi. Trong đây em hộ mèo này mình bỏ trong đây bạn. Video mình cũng xin được kết thúc tại đây các bạn ơi. Các bạn xem video có yêu mến mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye.